Ân ơi, bài hát tình tứ quá. Thưa anh chị em, nhân một cái dịp mà Hồng Ân với chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau và chia sẻ một số những bài hát về tình yêu và cái thời mà gọi là thời tiền chiến. Và trong những bài hát đó thì có bài hát Đừng Xa Nhau của nhạc sĩ Phạm Duy. Và tụi tôi ngồi say sưa nói chuyện với nhau và chia sẻ với nhau cái tâm tình bài hát đó. Và một cách gọi là ngây thơ thôi. Chứ ngây thơ không đúng đâu hả? À, tình yêu nói ngây thơ, sự bỗng nhiên, sự bỗng nhiên. Và cái anh này, anh ấy đem anh ấy cho thu một cách có vẻ như là chuyên nghiệp, mà tôi cũng vô tư và có vẻ như là chuyên nghiệp. Thưa anh chị em, bài hát đó được hát bởi Hồng Ân thì hay, nhưng mà tôi mà vào hát, thưa anh chị em, như anh chị em sẽ sắp sửa được thưởng thức ở đây đó, thì đó là thảm họa của nhân loại. Không, cha nói như thế không được, tại vì con thấy rất là hay. Khi mà cha hát ca khúc này, Thu có một lần, thưa quý vị, và một lần là lấy luôn. Chính vì cái điều đó Ân rất là ngạc nhiên, nó ủa trước đây giờ nghe cha toàn giảng thôi chứ chưa bao giờ nghe hát. Nhưng mà lần này hát tình ca nữa. Thôi giờ mình ngưng tại đó. Cái tâm tình bài hát Ân ơi, bài hát này thì cha thích lắm, là bởi vì cái nguồn cảm hứng của bài hát là Ân biết rồi, khi đi đâu mà có dịp giảng và nhất là mùa vọng đó, vâng, mà được chia sẻ với anh chị em thì cha không dừng và có thể nói là rất là say mê khi nói về tình yêu của Chúa, đi vào tâm tình của con người trong cái tình tự của cái bài hát gọi là Diễm Tình Ca. Và trong sách gọi là, hay là gọi, cuốn sách ta gọi là Tuyệt Tình Ca, hay là bài ca tuyệt vời nhất ở trong Kinh Thánh. Nó nói lên tâm trạng của tình yêu giữa một cặp, mà phải nói là một cặp trẻ, một chàng trai với một cô gái đến với nhau. Và anh ta đến một cách gọi là cuống cuồng, và tình yêu nó đến một cách gọi là say mê nồng nhiệt. Và cô gái cũng vậy, đến với lại chàng trai đó không có một cái gì tiếc nuối, và sẵn sàng gọi là chia sẻ tất cả những cái gì đẹp nhất của tình yêu. Nó đi vào trong cái cảnh huống là mùa xuân thoát ra khỏi cái mùa đông. Và vì vậy thử ra là tình yêu nó tuyệt vời quá. Mà có một cái điều khám phá ra, chúng ta mới thấy là ngay cả trong tâm tình của văn chương, cũng như là tâm tình, cái cách mà của người Do Thái khi mà cầu nguyện và nói chuyện với nhau trong những cái tâm sự về nói tình yêu vợ chồng đó, thì họ nói bài này với là cái bài tiêu biểu và được sử dụng nhiều vào trong các cái dịp đám cưới. Và nó không phải chỉ là diễn tả tình yêu của vợ chồng hay là tình yêu của đôi tình nhân trẻ, mà là tình yêu trên bề mặt thì là một đôi uyên ương trẻ, nhưng mà bề sâu thì nói lên tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Và vì vậy tình yêu nó đẹp quá thì làm sao mà người ta đến với nhau để rồi thì chỉ nghĩ đến những cái màu hồng của tình yêu, mà lại không nghĩ đến những cái đau khổ của tình yêu. Và khi đau khổ của tình yêu đến thì cái ao ước mà người ta có cho nhau là gì? Đừng xa nhau. Đừng xa nhau. Và có lẽ nói được cái điều này với nhau trong cái năm nay là năm mà ngay tại Giáo hội Việt Nam chúng ta ước muốn đồng hành chung với tất cả các gia đình gặp những sự khó khăn. Khó khăn nào cũng vậy, chúng ta sẽ có những cái thử thách lớn đi vào cuộc sống. Nhưng mà nếu chúng ta thật sự cho phép tình yêu của Chúa đến với chúng ta trong một cái cảm thức sâu xa nhất của tình yêu thật sự, thì cái lời mà chúng ta có thể nói cho nhau trong những lúc mà chúng ta có thể bình tĩnh và cho nhau được, đó là đừng xa nhau. Và vì vậy cái tình yêu của Chúa dành cho đời sống hôn nhân quá tuyệt vời, thì chúng ta cũng vậy. Đừng để cho cái sự hạnh phúc đó nó mất đi. Và chúng ta chỉ ao ước một điều là xin Chúa đừng để cho chúng con phải lìa xa Chúa bao giờ. Mời anh chị em chúng ta cùng tiếp tục và đi vào cái tâm tình của bài hát này. Bài hát tuyệt vời mà Phạm Duy đã cho chúng ta có những cái câu thổ lộ và nói lên được con tim của mình, ngay cả trong những lúc chúng ta có thể có cái sự gọi là khác biệt, và là những lúc mà chúng ta có những sự mà phải nói là cơm không lành, canh không ngọt, hay là ngay cả những lúc chúng ta tưởng chừng như chúng ta không còn có một sự kiên nhẫn để cho nhau cái tình yêu chân chất thật sự của cuộc sống mình. Và vì vậy thử ra là tôi không nghĩ tôi hát được bài hát này, mà Ân thì Ân thích thì thôi, thì xưa anh chị em tôi nói cái tâm tình của bài hát đó. Nhưng mà cùng mời anh chị em chúng ta theo dõi
cái bài hát mà chúng tôi hai anh em, hai cha con chúng tôi nghêu ngao với nhau trong cái lúc mà chúng tôi cảm thấy là được cảm hứng nhiều nhất khi chúng tôi thu cái bài hát này. Theo nhau tới muôn đời sau.